Tô Đại ra tay thưởng bay ghế nóng, Tổng Trọng có được yên hay không? Ghế chủ tịch nước, một trong bốn ghế tứ trụ, những chiếc ghế đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng kể từ sau đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, ghế này đã trở thành ghế giữ. Bắt đầu từ việc cố chủ tịch nước Trần Đại Quang bất ngờ mắc bệnh lạ không thể chữa khỏi và đã qua đời vào tháng 9 năm 2018. Sau đó vào tháng 10 năm 2018, Tổng Trọng kiêm nhiệm vừa làm Tổng Bí thư vừa làm Chủ tịch nước. Nhưng số phận của ông cũng không thoát khỏi lời nguyền của chiếc ghế giữ này. Ông Trọng đã gặp sự cố về sức khỏe, đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, quê hương của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông đã thoát chết, tuy nhiên không thể mãi may mắn thế được. Việt Nam đề nghị vua và hoàng hậu Hà Lan hoãn thăm vì tình hình nội bộ lục đục. Sau đại hội đảng lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2013, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành chủ tịch nước và cũng dính tới lời nguyền chưa đầy 2 năm. Ông Phúc buộc phải rời khỏi ghế chủ tịch nước với lý do chịu trách nhiệm chính trị do các sai phạm mà cấp dưới gây ra từ trước. Người thay ông Phúc là Võ Văn Thưởng, thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới phân tích, chủ tịch Thưởng là một chính khách trẻ có lý luận cộng sản và có vai trò khá nổi bật trên chính trường Việt Nam hiện nay. Tương lai có thể ông Thưởng còn tiến xa hơn nữa, nếu vậy chiếc ghế tiếp theo của ông có khả năng chính là ghế Tổng Bí thư. Đã có không ít những đánh giá lạc quan khi cho rằng chủ tịch Thưởng là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội 14, dự kiến sẽ tổ chức và diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, vẫn còn đó lời nguyền ghế chủ tịch nước Việt Nam là một chiếc ghế giữ. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3 cũng loan tin Việt Nam đề nghị vua và hoàng hậu Hà Lan hoãn thăm vì tình hình nội bộ. Bản tin cho biết một hãng thông tấn quốc tế tiết lộ chuyến thăm của Việt Nam của vua và hoàng hậu Hà Lan đã bị đột ngột Hà Nội đề nghị hoãn vào phút chót vì tình hình nội bộ của Việt Nam. Theo hãng tin này, nhà nước Việt Nam đã yêu cầu hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu vì tình hình nội bộ nhưng không giải thích cụ thể khái niệm tình hình nội bộ là gì. Theo giới quan sát, trước, trong và sau ngày 14 tháng 3, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người dân Việt Nam đã nóng lên bởi những tin đồn đoán rằng chủ tịch Thưởng sắp nộp đơn thôi chức liên quan đến một vụ bê bối về tham nhũng thời ông Thưởng còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một nhân vật có tham vọng, trở thành Tổng Bí thư. Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, tức là blogger cô gái Đổ Long, một nhân vật hàng đầu trong giới thạo tin cung đình Việt Nam, vào tối ngày 14 tháng 3 đã đăng trên trang Facebook cá nhân như sau. Câu lạc bộ Quảng Ngãi từng quen thuộc với người hâm mộ khi tham gia đều đặn tại các giải hạng nhất nhì quốc gia. Nay vừa có ngôi sao nộp đơn xin giải nghệ. Theo giới quan sát, status này được cho là cách nói bóng gió về việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nộp đơn xin từ chức. Được biết, cách đây hơn một năm, vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, cũng chính Facebook Lê Nguyễn Hương Trà là người đầu tiên tiết lộ tin ông Phúc từ chức trước 4 ngày. Theo giới thạo tin, câu lạc bộ Quảng Ngãi mà Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà đề cập chính là nơi mà ông Thưởng từng giữ chức bí thư tỉnh ủy trong gần 3 năm. Như vậy, khả năng cao việc Chủ tịch Thưởng để đơn xin từ chức là điều có thật. Điều này có liên quan đến thông tin vào ngày 8 tháng 3, C03 của Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Cao Hòa, cựu chủ tịch, và ông Đặng Văn Minh, đương kim chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, cùng với cáo buộc là vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Các vụ bắt bớ này liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, con nuôi cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Đáng chú ý, ông Đặng Văn Minh trước khi lên chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã từng là cấp dưới của ông Thưởng thời kỳ ông giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh này. Cũng xin được nhắc lại, như tờ Thời báo .d trước đây đã đưa tin, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có liên quan đến vụ bắt giữ Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một chính khách trẻ, bất ngờ bị cưa ghế. Được biết, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là quê hương của ông Thưởng và Đặng Trung Hoành bị buộc tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ
quyền hạn để trục lợi. Giới thạo tin cho biết ông Hoành là cánh tay phải của Chủ tịch Thưởng. Ông Hoành đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng. Như vậy, khả năng rất cao ông Thưởng buộc phải nộp đơn xin từ chức vì có liên quan đến tham nhũng. Điều này cũng tương tự như việc ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây phải xin thôi chức vì liên quan đến đại án Việt Á và với trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu những suy đoán này là đúng, thì ông Võ Văn Thưởng là người giữ chức Chủ tịch nước ngắn nhất, chỉ vỏn vẹn có hơn một năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại ra tay, Thưởng bay ghế nóng, Tổng Trọng liệu có được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Triệu tập Bình Ruồi đối chất với Trương Mỹ Lan, Tô Đại tính gì với Tổng Trọng? Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã diễn ra hơn 10 ngày. Theo cáo trạng, bà Lan đã được Ngân hàng SCB xét duyệt hàng nghìn khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến nay, sau khi trừ đi tài sản đảm bảo có giá trị, thiệt hại mà bà Lan gây ra là hơn 498.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi và các chi phí phát sinh. Bị cáo Trương Mỹ Lan trước tòa. Mới nhất, trong lời khai của bà Trương Mỹ Lan trước tòa, vào ngày 11 tháng 3, bà nói, bà thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước với yêu cầu bằng mọi giá phải làm sao sát nhập được 3 ngân hàng yếu kém. Theo báo Tuổi Trẻ, trong lời khai trước tòa, bà Lan khẳng định Ngân hàng Nhà nước nhờ tôi phải đi kêu gọi bạn bè đầu tư để làm sao phải nắm cổ phần trên 65% nhóm này góp tiếng nói cùng bị cáo để hợp nhất thành công. Đồng thời, bà Lan cũng thừa nhận mặc dù bà không hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, nhưng bà vẫn được các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khi đó động viên bà đứng ra hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém lại. Được biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB ra đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém là Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng người Mỹ gốc Việt, hiện làm việc ở Hà Nội cho rằng những lời khai của bà Lan trước tòa về chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước cần phải được xác minh thêm. Theo chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu, để xác minh lời khai của bà Lan, thì Hội đồng xét xử cần phải triệu tập các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vào thời điểm đầu năm 2012 khi bà Lan đứng ra sát nhập 3 ngân hàng để đối chất. Được biết vào thời điểm này, vào ngày 1 tháng 1 năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Nguyễn Văn Bình. Dưới sự điều hành của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, không chỉ có vụ bê bối ngân hàng SCB đang xét xử hiện nay, Thống đốc Bình còn tạo ra hàng loạt đại án liên quan tới hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý là đại án ngân hàng nào cũng gây thiệt hại ở mức hàng ngàn tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Ví dụ đại án ACB Nguyễn Đức Kiên gây thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng. Đại án Vietinbank Huỳnh Thị Huyền Thư thiệt hại 4.900 tỷ đồng. Đại án Ocean Bank Hà Văn Thắm thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng. Đại án Sacombank Trầm B thiệt hại khoảng 15.000 tỷ đồng. Đại án Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh thiệt hại 18.000 tỷ đồng. Và những con số cứ như thế nối tiếp nhau còn dài nữa. Ngoài ra, dưới thời Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Ngân hàng Nhà nước còn sáng kiến mua lại các ngân hàng tư nhân chuẩn bị đổ bể. Lý do tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo vệ an ninh kinh tế, tài chính, quốc gia. Nhưng sau khi tái cơ cấu, các doanh nghiệp ngân hàng lại tiếp tục lỗ hàng ngàn tỷ đồng nữa, rồi họ lại kêu gào tái cơ cấu lần nữa. Đó là lý do vì sao vào tháng 11 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, vì những vi phạm nghiêm trọng khi còn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Theo giới phân tích, đây là một diễn biến đốt lò mạnh nhất trước đại hội đảng thứ 13, trước những đồn đoán cho rằng Nguyễn Văn Bình được cơ cấu ngồi ghế Thủ tướng Chính phủ khi đó. Ông Bình cũng được đánh giá là một nhân vật thân cận và là tay hòm chìa khóa của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khoảng một năm sau khi Nguyễn Văn Bình trở thành Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào tháng 8 năm 2012, Global Finance đã xếp hạng ông Bình là một trên 20 thống đốc ngân hàng nhà nước kém cỏi nhất trên thế giới. Còn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì được xếp vào nhóm 10 ngân hàng trung ương tệ hại nhất trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Sau đại hội 12 vào năm 2026 và năm 2016, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đá bại ông Ba Dũng, thì có một điều bất ngờ, Nguyễn Văn Bình trở thành Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, vừa được đánh giá là rất thân thiết với Tổng Trọng. Qua lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và ông Nguyễn Văn Bình, liệu rằng Ban lãnh đạo Việt Nam và Tổng Bí thư Trọng có dám làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Văn Bình hay không? Công luận thấy rằng chẳng lẽ chỉ một mình ông Nguyễn Văn Bình chịu trách nhiệm hay sao? Tập thể và cá nhân nào đã đưa ông Bình đến ghế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước? Với những sai phạm rõ ràng như thế, nhưng vì sao không xử lý kỷ luật? Thậm chí còn tiếp tục đưa ông Bình vào Bộ Chính trị khóa 13 thì không thể vô can. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Triệu tập Bình ruồi đối chất với Trương Mỹ Lan, Tô Đại tính gì với Tổng Trọng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de